Xin chào tất cả các quý thính giả của Fundio, mình là Kim Long. Mình là Quỳnh My và mọi người đang nghe chương trình Fundio số đầu tiên được phát trên kênh Fun for Fun với tần số Fun 1309MHz. Kể từ ngày hôm nay, cứ mỗi thứ hai hàng tuần chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn với Radio Nhà F được phát vào 12 giờ trưa trên fanpage, YouTube của Fun for Fun cũng như Wordplay của FPT. Và chỉ tới 10 đến 15 phút chúng ta sẽ biết được các hoạt động đã, đang và sắp diễn ra của FPT, thư giãn và xen lẫn một chút tâm tư, tình cảm của bất kỳ một ai là người F muốn gửi gắm qua chương trình phát thanh, những tip hay cho nhân viên văn phòng, tin tức tuyển dụng. Trước khi kết thúc mọi bản tin sẽ có những phần quà dành cho những ai nhanh tay trả lời câu hỏi của chương trình và thật là hấp dẫn đúng không Quỳnh My? Em đã thấy rất là mong chờ cái chương trình của chúng ta rồi đây và còn chần chờ gì nữa. Chúng ta hãy cùng bắt đầu với Fundio Radio của nhà F số đầu tiên nha. Chúng ta cùng đến với phần 1, thời sự nhà F. Hiện nay, chạy đang là một trong những hoạt động thu hút được sự quan tâm của người FPT trong thời gian qua, là một thứ nghiện lành mạnh mang lại giá trị, chính là ý chí. Có thể nói, ai vượt qua được bản thân khi chạy chính là người thành công. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã nhấn mạnh, chạy sẽ là hoạt động số 1 của văn hóa đoàn thể FPT trong năm nay. Vậy thì đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với chiến dịch Fox Step, những bước chân nhà cáo dành cho toàn thể cán bộ nhân viên nhà viễn thông đang diễn ra. Trong một tháng, từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, cán bộ nhân viên FPT Telecom sẽ cùng nhau chinh phục quãng đường là 13 vòng trái đất. Mỗi km được người tham gia hoàn thành tương đương với 10.000 đồng nhằm đóng góp cho 63 sân chơi dành tặng cho cộng đồng trên 59 tỉnh thành trên cả nước. Tính tới trưa thứ Năm ngày 15 tháng 8 vừa qua, tổng số km đã chạy của Fox Step là 187.179,53 km, số vòng trái đất đạt được là 4,67 vòng và số tiền đã quyên góp là gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, ở F-Shop với Run for Green kéo dài từ tháng 7 đến cuối tháng 9, chương trình hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thành lập F-Shop nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, khơi dậy tinh thần thể thao cho cán bộ nhân viên và đặc biệt là xây dựng môi trường sống xanh. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 cây xanh được trồng mới tại Việt Nam và hơn 20 thành phố trên khắp thế giới. Cũng thông qua giải chạy này, F-Shop mong muốn tạo dựng phong cách sống và môi trường làm việc văn minh, thân thiện với môi trường cho nhân sự ngành công nghệ thông tin, đóng góp vào sự phát triển bền vững toàn diện của cộng đồng công nghệ thông tin tại Việt Nam. Hai hoạt động trên đã và đang được hưởng ứng và diễn ra rất sôi nổi. Chúng ta hãy cùng đợi nhà viễn thông và phần mềm sẽ chinh phục mục tiêu của mình như thế nào nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với bản tin của nhà Sen Đỏ. Ngày hôm qua, 15 tháng 8 tại văn phòng Tân Thuận vừa diễn ra ngày hội thể thao mang tên Khỏe để chia sẻ, khỏe để yêu thương, nằm trong chuỗi chương trình tháng 8 tháng hoạt động vì cộng đồng. Đây là dịp để toàn thể cán bộ công nhân viên Sen Đỏ cùng nhau rèn luyện, nâng cao sức khỏe và hơn hết là thể hiện tinh thần tương thân tương ái với những người đang rất cần được sự giúp đỡ trong cộng đồng và xã hội. Toàn bộ số tiền từ các hoạt động thể thao, đấu giá, v.v. sau chương trình sẽ được đưa vào quỹ đồng hành yêu thương và nguồn quỹ này để giúp đỡ cho người Sen Đỏ và hướng đến cộng đồng. Kết thúc phần 1, thời sự nhà F sẽ là thông tin về ngày hội hiến máu FPT lần thứ 78. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, chuyến hành trình tiếp nguồn sinh khí đã quay trở lại với F-Shop. Chương trình đã quy tụ được 200 người F-Shop tham gia và thu nhận 266 đơn vị máu. Thay mặt cho Fund Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia ngày hội đầy ý nghĩa và chúc mừng F-Shop với kết quả đáng mong đợi này. Và sắp tới, chuyến xe hiến máu sẽ tiếp tục lăn bánh tới FIT tại tòa nhà FPT Tân Thuận 3 vào ngày 10 tây tháng 9. Các anh chị cán bộ công nhân viên đang làm việc tại FPT Tân Thuận 2 hoàn toàn có thể tham gia chương trình này. Chúng ta hãy cùng đợi các thông tin chi tiết về chương trình trong các số tiếp theo của bản tin để cùng nhau đăng ký mọi người nha. Và tiếp theo sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần 2 mang tên Thay lời muốn nói. Đây sẽ là giây phút thư giãn với âm nhạc cùng những lời tâm sự muốn bày tỏ của nhân viên nhà F muốn gửi gắm tới cho chương trình. Thì trước khi bắt đầu cái phần chương trình này thì chắc là anh sẽ hỏi Quỳnh My một tí nha. Em quan điểm như thế nào là nhân viên văn phòng bây giờ này, trẻ đẹp như Quỳnh My đây mà đến bây giờ hình như là vẫn còn độc thân nha. Độc thân bây giờ ế đang là xu thế mà, ế miễn sao á là mình vui, mình đẹp là được rồi. Nhưng mà nếu mà nói ế như vậy thì em có buồn không? Thì khi mà mình là con gái mà mình nói ôi trời, tuổi này mà còn ế à? Tất nhiên là buồn một chút, tại vì cũng không có ai quan tâm lo lắng gì hết trơn nên cũng có buồn tí xíu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của một bạn có nickname là Thu Thích Thú đến từ đơn vị FTG. Bạn đã muốn nhờ Fundio 2 gửi đến các anh chị em bạn gì đang còn FA rằng không phải chúng ta ế, chẳng qua chúng ta chưa tìm được người tử tế. Mà thực tế là không có người yêu cũng không nhục và không buồn bằng là không có tiền tiêu. Và ế bây giờ là xu thế, hãy sống tử tế và tỏa sáng nha các chế.
gửi đến cho các anh em bạn hữu. Không có người yêu cũng không sao, bởi vì kiếp FA thật đỡ phiền, không vợ, không tiền, thật bình yên. Em cũng biết các anh nhiều lúc muốn yêu nhưng mà do là kiêu nên không thèm nói thôi. Và thực tế là em không có ế, mà đúng là rồi. Vì sống với bạn bè nên hạn chế người yêu. Chà, một vài dòng thủ thủy rất là đáng yêu đến từ chị Thu Thích Thú đúng không ạ? Và ngay sau đây để thay đổi không khí, xin mời tất cả các anh chị cùng thư giãn với bài hát Stico mang tên Ngày Hôm Qua, phổ từ Yesterday của The Beatles, sáng tác và trình bày bởi anh Thái Sơn đến từ Phone FHO. Và bật mí cho mọi người, tác giả cũng chính là anh chàng đang thu âm cho giọng đọc của Quỳnh My và Kim Long đây nè. Wow, thật sự là rất là hấp dẫn, và chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếng hát của Thái Sơn nha. Cùng hôm qua, cờ của ta bỗng dưng tránh xa ta ra. Chắc hôm qua thiếu tiền đồng tiền nhà, thôi thì tháng sau bù cho anh ta. Buồn là chờ sang tháng lương mà không tăng thì chết bà. Về nhà vợ lại mắng sao chẳng xin tăng từ hôm qua. Đến hôm nay mọi buồn vui dường như đã bay đi xa. Quyết xin tăng lương để đóng tiền nhà, không để tháng sau vợ ta kêu ca. Rồi thì cửa phòng xếp đi một hơi, xếp nhìn hơi lạ. Trình bày một là xếp tăng giùm em, hai là em sẽ đi xa. Bất thình lình 1, 2, 3, 4, 5 sau câu chua ngoa. Nói xong mình dọn hành lý về nhà, biết đừng nói ra, thà như hôm qua. Ra mà hát xong trở về hôm qua. Chúng ta vừa được nghe bài hát Yesterday do anh Thái Sơn đến từ Ban Văn hóa Đoàn thể trình bày. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với phần 3, nhỏ to chuyện văn phòng. Người ta vẫn nói nhất gián, nhì da và nỗi lo muôn thuở của các chị em nói chung, đặc biệt là chị em làm văn phòng, đó chính là vóc dáng mảnh mai, gọn gàng đúng không My? Đúng rồi. Hiện tại thì ngoài việc chạy bộ và tập yoga, thì nhảy Zumba với những động tác mạnh mẽ và nhạc sôi động cũng là một lựa chọn hay cho những ai muốn có vóc dáng năng động, vừa để duy trì sức khỏe và đáp ứng được sở thích nhảy và nghe nhạc của bản thân mình nữa. Và nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu trên, Ban Văn hóa Đoàn thể FTL ở khu vực phía Nam đã kết hợp với Young mở lớp Zumba vào thứ năm hàng tuần từ 18 giờ đến 19 giờ tại sảnh phòng đào tạo FPT Tân Thuận 2. Và để đăng ký lớp học này, chúng ta hãy xem thông tin trên những chiếc standee được đặt ở sảnh G của tòa nhà, vào đường link hoặc là quét mã QR nha. Quay trở lại bản tin, sau đây là tin tức tuyển dụng. Hiện tại, FTG đang tuyển dụng rất nhiều các vị trí như sau: Sale phân phối máy in HP và Apple, Sale mảng dự án, PM sản phẩm camera và máy in HP, thực tập sinh mảng kinh doanh, QA và vận tải biển. Các anh chị em trong khu vực Tân Thuận có người thân hoặc là bạn bè có nhu cầu ứng tuyển vào các vị trí trên, vui lòng liên hệ với bạn Ngân bk@fbt.com.vn nha. Và ở đây Kim Long xin lưu ý các bạn rằng là Ngân BK thì chữ B ở đây là B phở ạ.
Ai cha cha, đây là phần hấp dẫn nhất mà lúc đầu bản tin anh Long đã nói với mọi người đây nè. Ủa, anh vừa nói gì anh lại quên mất tiêu rồi. Bày đạt xạo dễ sợ luôn. Chúng ta sẽ cùng đem lại những phần quà hấp dẫn với trị giá dưới 1 tỷ đồng đến cho tất cả các anh chị, những người đang lắng nghe Fundio của chúng ta đó. Vâng, và với sự tiết lộ của Quỳnh My vừa rồi thì chúng ta hãy cùng đến với game đoán chơi trúng thiệt của bản tin Fundio nào. Vào mỗi tuần, mỗi số của chương trình thì sẽ có một câu hỏi bất kỳ. Anh chị hãy lắng nghe và nhanh tay gửi câu trả lời tới fanpage của Fun for Fun hoặc Fundio trên WordPlay FPT nha. Và bây giờ thì Kim Long không giải thích nhiều nữa đâu. Nói nhiều sẽ rất là mệt và biết chắc là các bạn đã đang rất là nóng lòng chờ đợi rồi. Bây giờ Kim Long sẽ đọc ngay câu hỏi và các bạn hãy lắng nghe thật kỹ nha. Tên hai chương trình chạy của nhà Ftel và Fshop đang diễn ra là gì? Và hãy cho biết là số người trả lời đúng câu hỏi trên. Quỳnh My xin được lặp lại câu hỏi một lần nữa đây ạ. Tên hai chương trình chạy của nhà Ftel và Fshop đang diễn ra là gì? Các bạn đừng quên là trả lời thêm câu hỏi có bao nhiêu số người trả lời đúng câu hỏi trên nha. Câu hỏi quá dễ dàng đúng không My? Vì vậy các bạn hãy nhanh tay trả lời câu hỏi và gửi tới fanpage của Fun for Fun hoặc là Fundio trên WordPlay mọi người ơi. Và tên hai chương trình chạy của Ftel, Fshop cùng với số người trả lời đúng câu hỏi trên. Ai có câu trả lời gần đúng nhất sẽ nhận được một phần quà giá trị từ Fundio. Và trước khi kết thúc Fundio số đầu tiên thì Kim Long và Quỳnh My sẽ hé lộ một số thông tin về ngày 13 tháng 9 sắp tới nha. Ngày sinh nhật năm nay của tập đoàn sẽ rơi vào thứ 6, ngày 13, và đặc biệt hơn nữa lại đúng ngay rằm tháng 8. Và cũng vì lý do trên thì chương trình 13 tháng 9 năm nay, đặc biệt FPT Hồ Chí Minh sẽ mang tên là Moon Festival, sẽ diễn ra vào thứ 4 ngày 11 tháng 9. Chà chà, vậy là năm nay thì toàn thể cán bộ nhân viên của FPT sẽ được tham gia một lễ hội ánh trăng cực kỳ ấm cúng và không kém phần hoành tráng đúng không anh Long ơi? Và khi mà nghe đến như vậy thì anh dường như đang có cảm giác là mình được quay trở lại tuổi thơ để mà chơi những trò chơi. À, và bật mí thêm với cả nhà nha. Và cả nhà F của chúng ta năm nay sẽ cùng nhau trở lại với những ký ức mà Kim Long vừa nói. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ có những thứ như là rước đèn nè, phá cổ nè, ca hát nè, nhảy múa nè. Và đây sẽ là một trải nghiệm rất là thú vị dành cho người FPT. Và ngoài những điều thú vị mà anh Long vừa nói trên thì Quỳnh My cũng xin được tiết lộ với quý vị, đó chính là chúng ta sẽ có một vị khách mời hết sức đặc biệt của chương trình sắp tới. Và vị khách mời đó là ai thì chúng ta hãy cùng theo dõi và chờ đợi xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.